Cả xóm hợp lực cùng nhau truy đuổi hai thanh niên lạ mặt như phim hành động. Phải nói rằng cả xóm này khá đoàn kết khi đồng lòng truy bắt hai kẻ trộm chó khiến hai tên này chạy té khói. Mới đây mạng xã hội xôn xao clip hai cẩu tặc bị cả xóm vây bắt vô cùng kịch tính. Từ camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại, có hai đối tượng đi vô khu vực khu dân cư để bắt trộm chó giữa ban ngày. Ngay sau đó hai tên này bị người dân phát hiện truy hô. Nghe tiếng truy hô, cả xóm lao ra, người dùng xe, đồ vật, người xách cây, gậy lao ra truy cẩn. Hai tên này chạy lòng vòng một lúc rồi tẩu thoát. Để tránh những trường hợp không đáng tiếc xảy ra, biện pháp tốt nhất là người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình. Bên cạnh đó, nhận diện bọn trộm chó thường đi thành cặp hoặc thành nhóm, luôn đeo khẩu trang. Khi phát hiện, để đảm bảo an toàn tính mạng thì tốt nhất người dân nên gọi điện báo công an và dân quân xã, thị trấn, tránh lao ra một mình. Bởi những kẻ trộm chó thường có vũ khí và rất manh động. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhớ vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.